kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá chuối tại vựa chuối của em Điền nha quý vị. Trên màn hình video các bạn đang xem là có số của em Điền, cứ quý vị cứ liên hệ trực tiếp mua bán với em đó nha quý vị. Mình sẽ cho cái giá để quý anh chị em cộng đồng mạng tham khảo nha quý vị. Này là chuối sáp quý vị, chuối sáp ở đây là hiện tại cái giá bây giờ là giá bán sỉ đó quý vị là 14.000. ở đây có ship đi nha quý vị, ship đi như thế nào rồi giá như thế nào đó, ship tới đâu đó thì quý vị chịu khó liên lạc với cái số điện thoại trên màn hình video nha quý vị. Tại vì nhiều khi ship xa với ship gần rồi cũng phải phụ tiền ship hay như thế nào đó quý vị. Dạ cô. Bán hàng mua chuối. Đây bạn hàng xinh đẹp mua chuối. Ở đây là mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị. Mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc rất là dễ tìm cái dựa này luôn. Qua chợ Đầu Mối không ông 50m mé bên tay phải là tới cái dựa của em. Chị này bán xoài nè, mít nè, đậu nè. Nó vàng vàng với xanh đâu? Nó vàng vàng rồi đó. 310. Quần có xúc tí. 15kg. chú sim miền tây 8.000 quý vị. Cái giá bán hiện tại bây giờ là 8.000 nha quý vị. Mua bán gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp với dựa nha quý vị. Ở trong đây còn rất là nhiều luôn nè. Chú sim đen hả? Này làm như sim trắng chứ không phải sim đen. Có cái chú sáp đây bán chuẩn quý vị. Chú sáp đây bán khá chuẩn nha. Cái nó tròn, nó to, nó dài dữ lắm nha quý vị. Bao ngọt luôn á. Ở đây có bán chú cao nữa nè, rồi chú già luôn. Chú già này cái hiệu chắc ít, lâu lâu mới có rồi. Chú già nhiêu ký rồi, hôm nay nè chị? Bụ thôi hả? Đó là ràng ha. Chị chỉ mua rồi chị bán á quý vị. Thấy ra bán đậu phộng nè, luộc bán, chuối luộc bán luôn, mít chẻ ra bán. Xoài đem đi ngâm luôn, ngâm chua. Sò non đó quý vị. Rồi có sò keo nữa quý vị. Ấy cái chú già đây bán nhiều, thấy đẹp quá ạ. Chú già ký 8.000. Chú già có ký 8.000 luôn, không bằng với đôi chú xem luôn. Dạ. Ê, chú cao là nhiêu ạ? Dạ chú cao ký 16.000. Chuối cao 1 ký 16.000. Rồi này là trúng chú cao luôn à, trái nè, nhuyễn nhuyễn nè, thứ này nó ngọt, nó thơm lắm nha quý vị. Chuối cao 16.000. Chuối sáp 14.000. Chú già 8.000. Chú xiêm 8.000. Cho mình đi vô đây mình quay miếng nữa coi. Quậy quá thôi, nó chủ đuổi ra. Cứ có số điện thoại trên màn hình video quý vị, cứ quý vị cứ mua bán gì cứ liên hệ trực tiếp nha quý vị. Liên hệ trực tiếp với chủ, còn mình á cái giá của mình cũng mang tính tham khảo thôi nha quý vị. Cái giá của mình là chỉ là tham khảo thôi, giới thiệu với lại anh em cộng đồng mạng á, mình biết là
ở đây có bán chuối, mua chuối như vậy đó quý vị. Cái giá đó hiện tại giờ bán ra như vậy để quý anh chị em cộng đồng mạng á tham khảo cái giá như vậy, còn mua bán rồi còn lên xuống nó nhiều quý vị. Thế giờ theo ngày nữa, chợ đầu mối Hóc Môn là theo giờ luôn nha quý vị, sáng khác chiều khác luôn, đặc biệt lắm. Chuối này bên tay chuối đẹp nha quý vị. Mình cố quay thật là kỹ để cho quý anh chị em xem để đánh giá cái nguồn hàng nha quý vị. Cắt chuối, mấy người này họ cắt chuối hay lắm nha quý vị. Cái tay họ để vô cái nải chuối nó rụng ra, vậy chứ mình để vô mình phải khứa. Chuối sáp đây bán rất là chuẩn luôn nha quý vị. Theo mình thấy, mình quay biết bao nhiêu cái video về chuối rồi, chuối đây là thấy khá ổn, to tròn già. Chuối sáp này mà nó non non á nha quý vị, nó chưa tới là mình luộc nó không có, nó ngọt. Chuối già như vậy nè luộc nó mới ngọt nha quý vị. Đây thấy mặt hàng chuối sáp đây bán nhiều, nữa là bán nhiều. Có muốn mua bán mà với dựa thì cứ liên hệ cái số điện thoại với em Điền, cái số đỏ đỏ trên màn hình video đó quý vị. Số điện thoại mình để trên màn hình video, mình lên cái chữ đỏ đó là quý vị cứ gọi nha quý vị. 14.000 một ký chuối sáp, bán sỉ 8.000 một ký chuối sim. Qua chia sẻ thì có chuối cao nữa nha quý vị, chuối cao thì 16.000, chuối già, chuối già cũng 8.000. Mình cắt ra nha quý vị, cắt còn cái nải không, tồ cái mập ú luôn ha, về nè cái nải nè, cái hoài này thôi khỏi chơi luôn nha. Đó, nó mập uống luôn á, trái nó mập uống, nó tròn vo luôn. Từ từ nha anh chị, anh đang quay phim nha anh chị, có gì là thấy nha anh chị. Trời ơi, nó tròn, nó to lắm nha quý vị, nó tròn nó cục mà nó to bằng cái trái chuối sim vậy á. Chú chim còn đi cười chị, nãy giờ ta nói chú chim kê vô chú sứ làm khán giả nói ủa chú sứ là chú gì nữa, bắt tôi làm lại cái clip chú sứ rồi chết tôi luôn. Cái đại đó quá sức, nó thiệt, nó to bằng cái trái chuối này quý vị. Không, ở đây nói về mặt hàng chuối chuối sáp là tôi đánh giá rất là cao luôn, không mua trái nào là đánh giá chắc hồi bị dí chạy quá quý vị. Mình làm cái clip mình chia sẻ với anh chị em cộng đồng mạng là vậy nha quý vị, giá chuối hôm nay là vậy. Rồi vị trí của dựa đó nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc đây quý vị. Kế bên kia là một rừng chuối bự luôn nha quý vị, thấy bên kia chuối bự. Khu này họ bán chuối cũng nhiều, đây cũng chuối nữa nè quý vị, nói chuyện qua đây cũng chuối luôn. Nãy giờ mình review á, cái mặt hàng chuối ở đây của em Điền bán á, rồi vị trí của dựa, rồi số điện thoại đi quý vị anh chị em cộng đồng mạng đó, mua bán để liên hệ.
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.